vỏ lên kêu ha. Ờ. Ồ, quá êm luôn. Cái bột sạc chắc đây tới chiều gầu. Đá dạ. Nhà ông đồng với em á. Mượn bao đây cho anh điều đi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay Bùi Hồ sẽ tiếp tục hành trình thu gom mua rau củ của Bùi Hồ và một số rau củ để chuyển lên Sài Gòn, khu phong tỏa, khu cách ly ở Sài Gòn. Và hôm nay để thực hiện được phóng sự này cũng nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân. Và đặc biệt là hôm nay thì xin trích quỹ của một chị giấu tên ở Canada và chị Xuyên ở Nhật Bản. Sau lưng thì được sự hỗ trợ của anh Vũ. Hỗ trợ của anh Vũ và người bạn của anh Vũ. Ô, cái thìa đợt này ngon hơn được rồi hay chưa? Đẹp hơn phải không? Nhằm chỗ bữa nay nó nhổ gì chứ mời cũng đám đó mà cái chòm nó thấp hơn cái chòm. Dạ. Bây giờ nó đất. Mày phụ à. Này đẹp. Phụ à đẹp. Này tốt nè. Ồ. Không hớ nè. Trái này ngon nè. Mấy loại này tốt. Nè. Dạ. Giống như mấy đợt trước thì đợt này cũng 500 kg dưa leo. Xe anh Vũ là chạy an toàn nhất luôn á. Dạ. Này xe sắt mà. Đây thì cái quá trình vận chuyển mặc dù là thời tiết nó bất lợi nhưng mà về rau củ thì nó có phần thuận lợi hơn. Khi mà Bùi Hồ chỉ hôm nay di chuyển 600kg dưa leo, 100kg khổ qua, 100kg cải thìa và chú tính cho thêm 50kg dưa leo đèo. Và hôm nay thì Đạt sẽ là tài xế cho Bùi Hồ. Chào quý cô bác anh chị. Hôm nay thì hai anh em phải chạy đằng sau để mà coi sợ nó gớt á thì mình sẽ lượm lên. Và hôm nay anh Vũ có kêu thêm một anh, nhờ anh này anh chở giùm. Thì chiếc xe này khó chạy hả Đạt ha? Xe đó chuyến trước là Đạt chạy lật mấy lần. Dạ. Giờ bị lội ra. Lội ra khỏi dòng chiến hả? Nói chung là cũng cố gắng. Đó, bây giờ chuyển lên cho nó đủ tải rồi. Hôm trước đi với Đạt thì vất vả hơn. Hôm nay có xe anh Vũ là xe thùng dữ hơn hay Đạt? Có một điều khá là hiên hữu khi mà chuyển rau củ lên Sài Gòn đó cô bác quý anh chị. Thì ngay cái khu người chị mà Mạnh Thường Quân là chị Yến trước đây cũng là Mạnh Thường Quân thì hỗ trợ rau củ để mà phân phát cho những cái khu phong tỏa của cách ly. Thì chị thông tin là cái khu của chị cũng căng thẳng nên là nữ là mình sẽ chuyển thẳng đến khu cách ly của một anh mà nhắn tin để mà nhờ mình hỗ trợ luôn. Bấm tức tờ tôi mới bọc lại bay lên tờ lại rớt nữa. Bọc này mai tháo hai bọc này ra Đạt ơi. Tháo mất tháo lần trước. Gì hả? Mất tháo lần đi chừa nùi luôn. Ồ. Cái này sẽ có cộng dây băng cột hai trong này nữa ha. Cái khổ qua này mới rớt thương ghê. Không sao đâu, tháo cái này đi. Bọc này nó lần trước rồi sao nó đỡ bọc hơn. Lấy cộng dây băng đó. Kéo con bao đó lên coi. Kéo thẻ lên đây coi. Kéo đi, kéo mạnh lắm. Không sao quá dòng rồi, kéo thẻ lên trên đi. Em tháo con băng này ra. Được chưa? Anh băng đây cái nữa là xong. Ừ. Cái đít nó không vòng. Cái ở trước nó đỡ hơn. Dạ. Băng ngang lắm. Nó bắn đi à. Cái đít nó quá trời. Không, cái đít nó quá trời nó sạc. Anh ý anh chạy kinh nghiệm rồi đó. Em chạy cũng được. Dạ. Quá trời vòng. Vậy là chắc an toàn rồi đó. Nó im rồi đó, nó đỡ rồi. Dạ. Chứ mình nãy giờ nó gớt mấy lần rồi. Gớt quá trời tưng. Mình đó hết là nó tưng rồi. Thôi chuyến rồi đẩy nhiều lắm, đẩy tới 500kg anh. À. Chuyến rồi á. Cái kia nó ít gớt hả? Hay dạ. Nhiều hơn nữa. Ghê gớt dữ lắm, nó văng xuống đường luôn. Vậy hả? Dạ. Ở đây mà chặt chân. Ở
rồi sau một thời gian thì rau củ cũng về tới nơi, cực 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 quá ha anh ha. Dạ, ở đây thì ở nhà thì có mấy cô chuẩn bị sẵn giùm luôn nè. Dạ. Chú phân rau ba cái dưa leo khổ qua này kia là 90 phần luôn, còn rau mình để riêng 90 bọc, không có để chung. Phân sẵn luôn hả? Phân sẵn luôn, để đây quân đông nè. Ờ. Cốc chanh mồng tơi khổ qua là chú phân sẵn hết. Còn còn dưa leo thì sao? Dưa leo mình còn nếu mình trở về nhiều thì cứ chanh thêm vô 90 phần luôn. Ở mấy cái phần này có bí đồ hết chưa? Có hả? Có đủ. Vậy hả? Cái này 30 bọc không có bí. Ở dưới ngoài kia mới có bí. 30 bọc không có bí hả? Dạ. Là sao? Ở đây thì phân sẵn, ở đây có khổ qua, dưa leo. Có một bên có bí, một bên không có gì chứ. Cái này hồi sớm là dựng 8 chở 20kg. Dựng 8 ơi, này chở mấy chục ký bí đao. Dạ. 60kg bí đao. 60kg bí đao như cái gì nữa? 40 kg bí gợ. Bí gợ hả? Bí gợ là bí... trái tròn tròn vậy nè. Rồi rồi. Rồi. Bí gợ để trong mấy cái phần đó luôn không? Trong mấy phần đó với 70 kg mướp. Ừ. Là bao nhiêu tiền? Là 1.420.000 mà tao chế 20.000 còn là 1.400. Dạ. Sớm giờ dựng 8 lấy giùm. Ở trong đây thì có phần của anh Dưỡng thì ảnh không có người chia phần nên mình sẽ chia sẵn dùm cái phần này luôn. Con đưa 2 triệu, nghĩa là còn dư lợi 600, nhưng mà cái này thì mua bọc này hết 190 rồi là đủ số tiền như này là vô. Rồi. Rồi. Vậy là cũng như 1 triệu 1 triệu tư. Triệu 6. Ừ. Cũng như triệu 6. Đợt này thì nó lô bu hơn, chia mấy cái phần bí đao rồi vô sẵn hết nè. Chanh. Rồi cải nữa. Nửa cải để ghi. Nãy nửa cải lên đó người ta phân ra. Không có sao, để khổ qua nữa. Không có, ta xin thêm, không có sao hết á. Một bọc như thế là 10 kg cũng được nữa đó. Chắc còn tơi ra để lát điếm coi nhiều như. Dạ, nửa lên đó ta chia ra. Khỏi căn ký mình đầy bọc thôi. Dạ. Đây. Nhiều nữa đây hả? Ô nhiều quá. Còn trong bao nữa. Trời ơi. Ở đợt này thì mình sẽ chuyển thêm cho Sài Gòn 1 tấn gạo để mà cho bà con, với lại gần 2 tấn gạo cũ của bác của anh chị. Giờ xe nó cũng đang vô nè. Đây này là xe chở gạo. Có vô bọc 10 kg không? Đó, 10 kg nè, để vô bọc. Dựng 3 5 kg vậy đó. 3 vậy là 5 kg 53 bao. Bao vậy là 50 kg phải không? À, 50 kg. Thì nãy thẳng tính chở xe. Một bao vậy là 50 kg chẳng. Ở trong này là có 5 bao nhỏ. À rồi rồi, đúng rồi, 5 bao nhỏ. Ừ, chuyện từ bà tới rồi, chú ơi. Ừ, bọc 10kg gì em á. Quay mặt qua, quay mặt lỡ thôi. Không, đứng bảnh thôi, đứng chuyện bên đây. Để chắc cái đàng hoàng đi thôi, không hết. Nè, chuyện chắc gì đàng hoàng. Chuyện chắc mình không chắc được rồi. Rồi, cho mấy ông kiểm lại. Ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Này là 600 rồi phải không? 60kg. 63 là 600kg. 600kg. Như bên đây là 400 đúng không? Ừ. Leo lên, leo lên. Chút leo lên. Ở dưới đâu mày rồi? Trời, đồ không quen đâu. Dạ, trả về 2 địa chỉ anh. Ở Thủ Đức với lại cái nhà bè.
Ê, nào lát nữa em gửi địa chỉ cho anh ha. Nào lính gửi địa chỉ cho anh kia cho ai? Cho thằng Huy á. Huy hả? Giờ bao nhiêu rồi đã? Rồi mấy đu đủ đu đủ. Đu đủ. Hai bao. Mấy bao đu đủ? 8 bao. 8 bao lấy 3 bao đu đủ để vô. 3 bao đu đủ. Mình phải phân ra làm hai cái gì tại hai địa chỉ khác nhau. Một địa chỉ là 30 phần, nhưng địa chỉ là 60 phần. 60-70 phần, 35 đủ chưa? Đủ rồi. Đủ rồi ha. Chia ra 3 vậy là. Ừ. Nó bài không có. Lũ lên đi rồi tới 20 dưa leo rồi, rồi. Uống bịch khổ qua. Xong rồi mấy tao đưa cải lên trên mấy nhỏ nhỏ nó lên. Rồi em quay cái nha. Phụ em. Dạ. Đủ chưa? 3 bao. 3 bao. Rồi đợi đó vậy là em rồi đó. Bao nữa. Rồi tới dưa leo anh 20 bịch. Dạ. Hai. 20 bịch đếm nha chú. Như cầm đây anh phụ tiếp nha. Cầm được không? Hả? Được. Vậy phải không? Chú đếm chưa? Chú Út đếm là quan trọng nhất á. 2, 4, 6 Rồi vậy đó. 4 bình nữa. 2 bình nữa đủ rồi. 2 bình nữa đủ rồi, 20. Rồi tới khổ qua. Khổ qua mấy bịch? Khổ qua là lấy 4 bịch. Cái này là chung một thủ là anh chồng dạ. Luôn nha. Có nghĩa là thủ đức thì nhà bè trước là lấy nhà bè trước. Rồi, chủ riêng là ta tự lấy luôn à. Là chắc chồng chồng lên. Dạ đúng dạ, chồng chồng lên. Rồi cái thề. Cái thề lấy 8 bịch đi, 8 bịch. Tới gì? 30 bịch nào? 30 phần. Ở 30 phần đó đó, 30 phần. Phải 8 bịch đó phải không? Để đây đây. Lấy 30 bịch phần kia. Phần kia cái này là còn bao nhiêu người ta tự chia ra. Còn phần là mình đã chia đủ rồi. Ê, chưa. 30 bịch bên kia mình vô phần đó. Rồi, đây. Đây là 30 phần riêng nè. 30 phần nè. Hai. Ở trong này thì có đầy đủ dưa leo, khổ qua, bầu mướp. 4. Mình đánh xíu kia đây. 6. Mời ông Nhân. Vui. 8. 2 bịch cái thè nữa. 2 bịch nữa. Không, đủ. Còn mồng tơ hồi sớm bao nhiêu bọc? 30 bọc hả? Lấy 10 bọc đi. Ở đây đợt này đầy đủ ngon hơn được rồi nè. Ngon hơn được rồi đó hầu. À. Đầu nhiều luôn đó. Dạ. Đủ ra cũ luôn. 2. 30 hộ ăn tới Tết chưa hả? Không có nghĩa là những hộ mà ở nhà trọ á là 30 hộ, còn mà những hộ khó khăn có gạo thì mình sẽ phát rau củ. Đủ rồi, dưới ơi. Dân bọc chú Vinh. 30 bọc, 10 bọc. Rau muống bao nhiêu bọc gì vậy? 9 bọc. 9 bọc lấy 4 bọc. 4 bọc đi. 4 bọc. Bọc đó. Rồi bây giờ làm sao mình đẩy gạo đây là ngăn. Gạo tấn lên. À tới gạo tấn lên. Là cái nói xong không được xem hết. Rồi bây giờ tới gạo. Gạo nữa là đủ đó. Gạo. Nói anh tài xế lên chứ. Từ cái thằng gạo này là gì nè. Nè gạo tiếp vô cái bọc nè. Này sự ủng hộ của chị Xuyên ở Nhật Bản với lại một chị giấu tên ở Canada. 1 tấn gạo cô bác quý chị. 1 tấn gạo bác ba. Mỗi một bịch như thế là mình có 1 bịch sẵn. Rồi đẩy bịch trắng 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 như vỏ. Ừ. Cái nào chúng con bứt bịch đứng giống nhở. Đứng à. À, vậy là giống như tấn ở tấn đê á. Rồi bọc nhỏ đưa vô tao nè. Ê, phải giữ đi. Phải không? Để dưới đi, để lộn đó, đó phe đó bên đây nè. Đây đi. Nè. Nè. Ủa hộp. Dạ. Rồi, đẩy 2-3 bao gạo này lên luôn.
nè bao gạo lên đây nè. Ai có một cái bọc nào nhỏ nhỏ thì buộc đây lại không? Tắn ở đây lại không? Không, không để này, để gạo lên, để bao gạo lên được. Ok, cái bao kìa, gọt cái bao ra đi. Gọt cái bao ra đi, đừng chảy ngang đây nè. Không, bỏ dưới. Chạy ông chạy cái sóc ông thắng là cái này sạch ra trước hết rồi. Cái này bỏ dưới đây, bỏ dưới đây. Không đặt, để lên còn rau củ còn... nhiều lắm. Đợt này xe đợt này nhiều hơn được rồi á. Nhiều hơn. Ha. Nhiều hơn. Gạo hết 1 tấn rồi. Đợt này là ngon lành luôn á. Tiền mấy bọc. Đúng, đủ đủ. Cái thì ở đây luôn. Giúp như nhà đâu. Em ở đây luôn anh. Thanh bệnh mình ha. Dạ. Cũng như cái lớp mà tắn bao đổ ra đây á là của ông chủ đưa hết rồi tắm bao tao. Dạ nãy mình có làm dấu bao đó anh. Tôi biết mà dạ. Tôi theo đó là biết cái gì. Biết lát nữa anh ghé ngang cái chỗ mà nếu như mà ngay cái chỗ chanh á thì anh cái chỗ Thủ Đức anh cho lấy là 50 kg thôi giùm em. Là tại vì có mình... gì anh cứ viết vô tờ giấy đó anh chụp hình gửi cho thằng Huy cái. Dạ. Lát nữa em chụp gửi qua anh cho Huy. Ba đu đủ mắm mà hầu ơi. Đu đủ mắm để lên luôn bảy. Đu đủ mắm nha, dặn anh đưa về cái chỗ của anh ngủ xong hết luôn. Thì cái nào á viết danh sách vào đâu đâu á viết danh sách dục vô tới đó là tự nhau là bao nhiêu nhiêu á đầy xe luôn ha nay đầy xe chứ sợ cái cầu cờ mình chắc không hết nó hết ba phát nè hết chỉ đi chắc chỉ đi ba cải rau đồ để trên còn còn mấy chục bọc nó rồi rồi ông qua coi chắc lên nữa đủ lắm là rồi chắc sao là còn trăm cái chanh tay ngang cái bè ta cho nữa đó nãy để dưới nè nữa kêu nó là nữa nó giờ lên trên kêu nữa lấy ra bọc cái đây nè đã dư bọc nước rồi chảnh phân ra sao cho luôn quy luôn chủ sao đi ở phan ai đâu phân quá nhiều có thiệt chứ bị gì ấy mình còn 100 cái chanh nữa bữa nay là cái này lúc tôi bà biết sao không người ta nhắn tin đó Facebook á ta nói ở trên này quá thiếu gạo ngặt đằng mình thiếu không gạo, có khả năng mình ấy chứ phải có khả năng mình chuyển lên thôi số nó còn bán còn có lý ha hên xui xé vài tấm cái túng một cái đem ngoài cho chị bởi vì ta nói ngoài đồng còn ấp còn cô còn bán vé số mình cũng chưa thua người nào hết con vùi tay giỏ lên kêu ha. Ờ. Ồ quá em luôn. Bọc sạc chắc đây tới chiều gạo. Đá tay giỏ lên kêu. Chứ ngồi chỗ quá trời chỗ. Nó tới đầy tới nóc luôn mà. Còn em gửi tiền cho anh tài xế luôn ha. Rồi là bao nhiêu tiền nè em gửi luôn nè. Còn chứ bọc tính sao? Nhân. Là tổng bao nhiêu? Tổng 2 tấn 7. 2 tấn 7 hả? Dạ. Quay luôn nè. Quay ngay cái anh thằng lâu quay ngược lại. Để cho thằng đếm tiền rồi cái dơ lại cho kia lâu quay ngược lại cái mặt tạo vô chuyện là phóng viên đợt trước được. Thì cũng là 2 triệu mấy á dạ. Anh chanh xuống tới Tiền Giang mới có nó tổng là 2 tấn 7 là bao nhiêu tiền quay xuống tay hồi kìa 100 kg ủa 100 kg là tổng hết là 2 tấn 7 đó rồi nói chuyện ảnh 2.9 triệu hôm nay em nghe nè Huy ơi ồ vậy hả 2.7 triệu được không chế đi từ thiện chế đi rồi anh đưa em 2.8 triệu ha cũng được rồi đó quay qua anh mới tiền đó quay qua rồi, cảm ơn anh luôn ha cảm ơn lát nữa em nhắn địa chỉ qua ok có gì alo anh em dạ. Ấy thì ấy, tiếp hỗ trợ tiếp chơi gì đâu dạ. Cũng làm không vậy hả? Ôi lần này là đi chiếc xe này đầy luôn á. Nhớ anh em mình liên hệ đi, tại vì tôi cũng hay đi giúp mấy cái hộ mà khó khăn rồi này kia. Dạ. Chơi gặp Tùng Thương. Đủ không ngon, chẳng thà mua đồ này mà ít cũng được. Chịu khó, anh cũng chịu khó anh ghé Hòa Khánh của cái bè để mà. Tay nhỏ đi. Để mà nhận thêm đó. Cái này là một tấn gạo thêm một. Tấn 7 rau củ. Cho mình hả? Dạ có. Ai tới đó không? Vừa hồi xin thay mặt thay mình cũng đi. Thay mặt những hộ khó khăn cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân rất nhiều luôn. Dạ chào anh nha. Thay mặt một chị ở Canada, nó ông có cái còn cuộc sống gia đình hổm gài đi chở hổm gài đó. Chị gửi cho ông 1 triệu.
để hỗ trợ gia đình trong mùa dịch. Cái này là 1 triệu này hỗ trợ cho vợ con nha. Không có, để chú nói nè. Bây giờ không, cái này là hỗ trợ cho vợ con. Cảm ơn chị ở bên Canada đã hỗ trợ là 1 triệu cho gia đình. Bây giờ chú của Bùi Hồ là trích ra 500 ngàn để mua đu đủ cho ở Bình Dương. Cái này là chị gửi cho vợ con để ăn, vợ con không có tiền mùa dịch. Nhưng mà chú trích ra là cái này là để lấy tiền đổ xăng. Nó đó, nhưng mà làm sao? Làm sao làm đi làm từ thiện, vợ chửi tối ngày đi là vợ chửi nó. Thành nữ ra là nó gửi cho vợ con để mà sinh sống qua mùa dịch này, gửi cho Dượng nè, chị ở Canada gửi 1 triệu luôn. Rồi cảm ơn chị ở Canada. Làm gì là cô ít lòng nghèo đây. Dạ, gửi cho chị gửi cho 1 triệu luôn. Ừ, nói gì không, nói gì không? Cảm ơn chị gì Canada, chị giấu tên. Giấu tên. Rồi Dượng. Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Đây hổng ngày chở khó khăn quá. Ừ. Đây tại vì mùa dịch này là cũng anh em ở không, thành thử ra mình ở không mình đi tiếp chứ không có gì hết trơn á. Dạ. Rồi chú Út. Thôi bây giờ chú Út cũng không biết nói gì hơn. Chú Út xin chúc sức khỏe cái chị ở Canada. Bùi Hồ xin chân thành một cảm ơn chị ở Canada. Rồi cái phần mà chị dành cho Bùi Hồ thì Bùi Hồ xin cảm ơn chị nhiều, để làm từ thiện nên sẽ không nhận. Còn tại Bùi Hồ còn lương giáo viên nên là nữ, để cho các chú ở đây là không có lao động, dịch này không có lao động nên cho các chú rồi nhận hết. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành chị Xuyên ở Nhật Bản xin chân thành cảm ơn một chị giấu tên ở Canada đã hỗ trợ cho Bùi Hồ thực hiện video clip ngày hôm nay. Và danh sách chi tiết thì Bùi Hồ sẽ cập nhật ở cuối clip. Và hôm nay thì cái phần mà lấy rau củ á, quên quay cho cô bác quý anh chị xem. Đây là danh sách rau củ: 600 kg dưa 4.000 là 2 triệu 400 ngàn đồng, 50 kg khổ qua 6.000 đồng 1 kg là 300 ngàn đồng, 50 kg khổ qua dạt 2.000 đồng 1 kg là 100 ngàn đồng, 100 kg cải thìa là 5.000 đồng 1 kg là 500 ngàn đồng, tổng cộng là 3 triệu 300 ngàn đồng. Thì mình sẽ chuyển khoản qua chú nên không có quay. Đó. Tổng chi phí hỗ trợ khu nhà trọ Nhà Bè và Thủ Đức ở Sài Gòn, một là 1 tấn gạo 11.300 đồng 1 kg là 11.300 ngàn đồng, 2. 600 kg dưa 4.000 đồng 1 kg là 2.400 nghìn đồng, 3. là 50 kg khổ qua 6.000 đồng 1 kg là 300 nghìn đồng, 4. 50 khổ qua đèo 2.000 đồng 1 kg là 100 nghìn đồng, 5. 100 kg cải thìa 5.000 đồng 1 kg là 500 nghìn đồng, 6. bầu mướp bí đao là 1.595 nghìn đồng, 7. là tiền xe chuyên chở là 2.800 nghìn đồng, tổng cộng 18.995 nghìn đồng. Bùi Hồ xin trích quỹ mạnh thường quân, một là chị Xuyên ở Nhật Bản 10 triệu đồng, 2. là một chị giấu tên ở Canada 8.995 nghìn đồng, cộng 3 triệu đồng ủng hộ nhóm, tổng cộng 11.995 nghìn đồng. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho Bùi Hồ về rau củ cho bà con ở Sài Gòn. Xin chân thành cảm ơn một chị giấu tên ở Canada và chị Xuyên ở Nhật Bản và mạnh thường quân đã ủng hộ đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin chúc tất cả các mạnh thường quân sức khỏe và an lạc. Và sau đây là những ký thước phim do người đại diện ở xóm nhà trọ ở Nhà Bè và Thủ Đức có quay thước phim gửi cho Bùi Hồ cũng như là tất cả các anh thủ quân. Xin mời cô bác quý chị cùng đón xem. Này hơi bị nhiều quá bác ha. Nhiều. Lát rồi đang gửi ấy rồi ở 30 ngàn. Quá trời nhiều luôn. Đợt nhận hàng này hơi bị ghê gớm, hơi phong phú ạ. Trời ơi. Chứ đủ ngoài rồi, đặt nó đặt lui nó. Đặt tới rồi lui bởi ủ. Cái ghế nó cứ để đi đó chừng nào ấy rồi chứ. Có gạo với sữa. Gạo với sữa nữa nha. Ủa, này 60 phần hả? 60 phần mà. Dạ sữa nhiêu nữa lấy luôn kìa, không kìa. Má. Để nó giao nó biết, nhưng mà có gạo có sữa luôn đó. Mấy cái này cho người ta lấy đi người một. Cốc hả, cốc hả, ai có bầu không cốc nha.
cắt đâm chén cái này người cho nó lấy rồi chưa đâu để coi mấy bà không có sao đâu cái này nữa cái này kia sao dạ. Đi cái cửa này chắc bị này quá mày. Ôi. Nó nghe đi lơ thưa thôi, đi lơ thưa thì còn quay lên mạng nữa. Thì lên đường ấy cho người ta đó, đi để ra đi mà vậy là chết à. Người bệnh ăn con bé lưỡi hả? Người bệnh bệnh thôi nha. Người bệnh cảm ơn nó chứ. Rồi đúng rồi hả? Rồi, cũng bệnh cho nó là chồng tôi chăm. Đúng rồi, đậu ơi. Nó tới cái hàng ngang là của người ta mà. Đẩy mấy bịch mốt với cái gà lao chạy đó đó. Hết cỡ chưa? Không tháo ra chưa? Ủa, rồi sắp chưa? Sắp quay vậy? Bọc cái leo bọc đó luôn đi. Thấy xếp cho người ấy luôn. Bọc cái leo luôn. Bọc này nè. Làm này em chiếc cuối cùng rồi. Cái là hết đó. Dịch rồi đó. Rồi. Hết dịch rồi. Rồi cái này gọi là chắc đi từ sáng giờ luôn rồi, chiều luôn rồi. Thì nén ra cho quay cái xe đấy quay chừng 1 phút rưỡi 2 phút đổ lại thôi nghe hiền. Dạ rồi em cảm ơn anh. Dư bỏ lại nha, dư bỏ lại nha. Còn người khác nữa đó. Một người chỉ một phần gạo thôi. Rồi. Cái này là dồn lại đây để gấp này luôn đi. Để đèn này sáng. Nướng vô. Nướng đi. Lại đèn mà. Có chưa? Người lấy gạo lại chưa? Người lấy gạo chưa? Rồi. Lấy chút. Rồi bên kia có đủ hết chưa? Cái này để cho này thiếu quá chịu để cho người ta. Đây. Rồi đang ngủ đi sáng mai chi. Đã lắm mai chín rồi chi. Rồi vậy đó là để vô phòng rửa đi. Ra ngoài đi mưa là ướt hết. Không cắm lên này đi. Không mưa con.
mấy cái bao cặp mười về nè, đem vô giùm á. Vớt để đây. Vớt.